Ủa nói chơi giờ bự mà không thể ngủ chơi nhỏ gì đó ấm mộng hay gì nữa con thơm hay gì nữa tấm 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 đó. Chào các bạn nha, bữa nay mấy anh em đi vớt cá nữa nha các bạn. Đây là xã Ngọc Chúc, huyện Nhồng Riềng. Sông này các bạn, sông Ngọc Chúc nha các bạn. Vô con cá lăng quá đã. Một chú cá lăng. Cá lăng vàng thật luôn. Dính cái gai hết trơn. Dính miếng gian ở dưới rồi. Dính cái đinh ở dưới rồi. Dính cái đinh. Mới giật đầu tiên được con cá lăng này các bạn. Gốc mà. Ơi. Cái gì? thêm chai nữa xuống mới chuẩn. Cần tống luôn rồi. Gì mà gốc nhiều quá sông lớn này. Sông lớn mà dính gốc nhiều ô cái gì vậy ép xong luôn các bạn ơi. Chiếc tàu này nữa. Chưa sao. Tỉnh rượu luôn à. Đó. Xây xây tắm ra. Lên đây, lên đây, lên đây. Quá rồi, quá rồi. Bự luôn. Ba con, bốn con luôn. Tìm đến sông nữa nha. Mấy tấm mát lên xúc cái có cá liền ha. Vô 3 4 cân luôn.
giật nào cũng dính cá chứ ha. Ơi 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 ơi, văng ra ngoài một con nữa. Này chắc phải văng xong thêm lần nữa quá. Giật này của mình lưới 2,5 con các bạn. Dính góc rồi. Nãy sang té thấy đẹp thiệt chứ. Cái đó được chứ. Cái nhỏ thả lại ha. Nổi trước mặt nhóc hết trơn gì. Ô, cái lăng nữa. Chút cái lăng nữa các bạn. Lăng ở chốt luôn. Dính này thấy ham thì ngọt thật quá. Gài gặp không này con cá lăng. Nãy nổi lên chấm bé bên trong. Mẹ mới vớt hả? Dạ. Chốt ló ngoài luôn rồi. Yeah. Lưới này lưới bự. Ừ. Vết đó là con phải chốt được chính xác con. Dạ. Nãy giờ vớt cái chốt cỡ này không ha? Cỡ chốt nhỏ chết rồi. Chỗ này múc sâu quá rồi ta. Này mới múc cái gì nè? Đưa lên YouTube. Ờ, nãy qua dính luôn rồi đó. Nổi gốc cái đít lái tàu nó nhóc hết rồi. Chỗ đó chừng vô nhánh trà làm sao. Ô, cái lăng nữa. Cái lăng nhìn thấy đã ha. Trời ơi. Dính con kia. Lúc mà nó ngập xuống á. Nó dạy xuống một giọt chừng năm mấy con cá lăng.
Trời ơi, cái gì vậy? Một bầy luôn rồi đó. Vô một bầy cái lăng đây. Thật chất nó chạy. Bầy im im nước không? Bầy im im nước không? Coi chừng chứng dịch. Đụng chứng dịch kìa. Đúng rồi, dở hạch lên luôn bạn. Trúng không? Quá vô rồi. Vô ổ cá lăng luôn không? Ồ quá rồi, quá rồi. Ồ đã rồi, đã rồi. Đúng rồi. Vô một bầy luôn rồi. Trời ơi. Ồ quá. Trời. Dở lên, dở lên sao? Dở cao lên lên sao? Lên. Cố lên, hai tay lên. Ồ bầy lên. Ốc ẹt luôn rồi. Lăng cái chốt thì tờ lơ luôn. Rồi, 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 nghỉ hai con ra ngoài. Đỡ từ từ đi. Mấy con này gai không à? Này tỉnh rượu ơi, nãy giờ tỉnh rồi. Nãy tại chiếc tàu nó chạy quá sóng mới té thôi. Quá sóng rồi nó lắc ngồi dưới hai tay luôn. Chốt bên này chốt cờ không á, không phải chốt kia. Ừ. Cái kia lọt hết. Cái kia dính lại lọt luôn. Cái này ăn ăn cá lựa rồi ha. Con vợt dở lâu quá ha. À, có rồi. Cái vợt này nó ngon nhưng mà dài góc ớn rồi. Cái muốn cà này. Mình xong nãy giờ nó ụt nhóc vẫn à. Chốt cờ đủ thịt luôn. Cái nó đâm rồi bạn nghe bức bức nhiều con nặng nè nổi lên một trời nổi mà sao cái đường vậy. Bị hai gai ra khó rồi.
Mày dài ngược không à? Bán gì anh? Trả đồ hả? Sửa ga rồi hả? Đêm nào đậu đây chưa hay gì anh? Không, em đậu đây ngày mai em đi anh. Quê đâu lận? Em trên Bà Đầm. Bà Đầm hả? Nghe chào Bà Đầm không? Vô chút. Em có vườn nó chảy luôn. Em cũng gần chợ Bà Đầm, chỗ bán dịch vụ cái dựng cái chợ Bà Đầm đó mà qua cầu chứ có chịu tiện dựng nó quẹo vô chứ có nhậu không? Sao chắc đi hết rồi. Chuẩn. Cái giờ đó là chín mày cá lăng này à. Dạ. Xúc ngay cây bự luôn đó. Chỗ đó dính trà, cái nhánh nó gãy đó. Nó à, cái trước ha. Nữa à? Ừ. 4-5 con à. Bốn con các bạn ơi. 4 con cá lăng. Giờ gỡ về đi chứ vũ vũ hết được thì vũ rồi. Sen. Sen chỗ cái đĩa. Ai vậy? Ừ. Cái cá này nữa trời. Cá heo. Cá heo. Quá trời đã luôn. Cá heo đó béo lắm. Hết biết bự rồi. Cá heo hả? Ừ. Quá wow, heo luôn. Chắc kiếm cái gai đúng không? Không có đâu, nó làm cái nửa con. Ừ. Dạ chưa có. 300g mà con bự nhất. Chút cái lần hết rồi, đi hết rồi. Kết quả đi xúc cá của mấy anh em được nhiêu đây nha các bạn. Được cái lăng quá đã.